Ôi, em quan mến chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại Hyundai Long An. Thì sáng nay là thứ ba ngày 25 tháng 10 thì dòng xe 7 chỗ nhập khẩu từ Indo đã về tới showroom Hyundai Long An nha. Thì dòng 7 chỗ này có tên gọi là Tiger. Này tiếng Anh khó đọc quá, Hoàng đọc là Tiger nha. Đây ở sau lưng Hoàng đây. Thì ở dòng này nó cùng phân khúc với các anh em như là Xpander, XL7, Etiga, Winja, Wheelock Road đó cả nhà. Thì hiện tại đã có mặt tại Hyundai Long An 3 bản, bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp 7 ghế. Thì ở video này Hoàng báo giá lăn bánh chi tiết của tất cả các phiên bản để cả nhà cùng tham khảo qua nha. Và lưu ý một điều quan trọng Hoàng muốn chia sẻ cả nhà là từ nay, nay là 25 rồi, tới 31 tháng 10 thì bên Hoàng có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn đối với dòng xe này, là anh chị cọc xe là bên Hoàng sẽ tặng một chỉ vàng nha, tặng một chỉ vàng. Rồi anh chị quan tâm thì nhanh tay liên hệ với em Hoàng đặt cọc và mình nhận vàng nha. Và bây giờ em Hoàng mời cả nhà xem chi tiết và giá lăn bánh của từng phiên bản nha. Rồi giới thiệu với cả nhà, đây là phiên bản đầu tiên hay còn gọi là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thấp nhất cả nhà. Thì ở phiên bản này, ở đèn trước mình là halogen nha cả nhà, ở halogen. Thì ở phiên bản này mình có giá công bố là 575 triệu. Thì với giá này bằng tính luôn giá lăn bánh mình bao gồm đầy đủ bảo hiểm thân xe luôn á, thì lăn bánh cho mình là 647 triệu nha cả nhà. Còn giá không có bảo hiểm cả nhà vui lòng xem dưới phần nội dung cái phần video của Hoàng, Hoàng để rất là chi tiết nha. Đó. Thì đây là bản tiêu chuẩn cả nhà xem nè. La văn mình thì thiết kế đơn giản nha. Thì tất cả các phiên bản của Tiger đều có la văn có kích thước là 16 inch hết nha. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Rồi ở phía sau phiên bản tiêu chuẩn thì mình có cả ba cái cảm biến gear thôi, nhưng mà mình không có cái camera lùi nha cả nhà. Tại cái ở cái bản này thì mình không có màn hình. Chút xíu Hoàng sẽ quay cho cả nhà cùng xem qua. Đây. Ở phiên bản này là mình ghế nỉ nha cả nhà. Còn gặp xuống cho cả nhà xem. Ở phía sau mình có cổng sạc nè. Đây là ghế nỉ. Rồi em Hoàng mời cả nhà vào bên trong xe nha. Ở bản này thì chỗ này nó vẫn là nhựa nha. Lên bản đặc biệt thì nó sẽ là da. Đây ghế nỉ cả nhà. Ở phía trên cửa gió này mình điều chỉnh được nha cả nhà. Rồi mời cả nhà lên phía trên với Hoàng. Rồi này là ghế chỉnh cơ. Đây là mình điều hòa là mình đây cái đây rồi cả nhà, đây chìa khóa mình chìa khóa cơ nha. Đây những cái chi tiết đây, Hoàng sẽ có cái video chi tiết cho xe này nha cả nhà. Đó. Ở phiên bản này thì mình không có màn hình nha, mình không có màn hình vẫn thiếu à, chìa khóa cơ. Rồi tiếp theo Hoàng giới thiệu cho cả nhà, đây là phiên bản thứ hai. Phiên bản đặc biệt cả nhà. Thì ở phiên bản này có giá công bố là 625 triệu. Thì với cái giá này Hoàng tính luôn cái giá lăn bánh đầy đủ có bảo hiểm luôn cho cả nhà luôn á, là 703 triệu nha. Còn cả nhà muốn biết cái không có bảo hiểm á thì vui lòng xem cái nội dung ở dưới phần mô tả video giúp Hoàng nha. Hoàng có để chi tiết tất cả các phiên bản luôn. Đây là phiên bản đặc biệt. Thì ở mặt trước mình, phía đèn trước mình là vẫn là halogen nha cả nhà. Đó. Đèn chiếu sáng mình vẫn là halogen. Rồi cái mâm mình là dân mình là cùng với bản cao cấp luôn. Đó. La văn mình là 16 inch. Rồi mình cùng la văn với bản cao cấp luôn nha cả nhà. Ở phiên bản này thì la văn nó đẹp hơn. Rồi, mời cả nhà cùng xem ở phía sau đây. Ở phía sau mình
Ở bản này được trang bị 3 cái cảm biến lùi nè, còn kết hợp với camera gear luôn nha cả nhà. Đó. Rồi em Hoàng mời cả nhà cùng xem phần nội thất bên trong xe nha. Coi ở phiên bản đặc biệt này thì bên trong mình xe mình được trang bị những gì. Đầu tiên xe mình là nó đi tông màu là màu đen, nội thất màu đen nha cả nhà. Đây bằng da nè, da. Rồi ghế mình là ghế da. Rồi ở phía sau đây cả nhà, ở phía sau có cổng sạc. Ở trên này có cái để nước luôn cả nhà, để nước. Đây cả nhà, ở phiên bản này thì đây cả nhà, màn hình mình giải trí là 10.25 inch. Đó. Màn hình thông tin mình cũng là LCD nha cả nhà, LCD điện tử luôn. Ở phiên bản này mình có chân ga tự động, ruôi control với limit nha cả nhà. Đây remote chế độ lái mình, đây mình có 4 chế độ lái luôn nha cả nhà, 4 chế độ lái. Rồi qua tiếp theo giới thiệu nhà, đây là phiên bản thứ ba hay gọi là phiên bản cao cấp 7 ghế. Đó là cụm đèn mình ở phía trước, là cụm đèn mình led nha, lên tới bản cao cấp là đèn led. Đó. Và hiện tại ở bản này có giá công bố là 675 triệu nha cả nhà. Thì với cái giá này hoàn tính lăn bánh cho cả nhà luôn á, thì nó ra là 758 triệu nha, bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ. Rồi phía sau mình trang bị ba cảm biến và camera đầy đủ hơn. Và bây giờ em Hoàng mời cả nhà vào bên trong xem phần nội thất ở phiên bản cao cấp này. Thì ở phiên bản cao cấp này có trang bị gói mát xanh nha cả nhà, đó, hỗ trợ giữ làn đường đâu đó. Đây ghế da. Rồi ở phía sau mình có cổng sạc nè. Ở bản này thì mình sử dụng 8 loa bâu nha cả nhà, 8 loa bâu, 8 loa xịn. Đây cả nhà, tiếp tục remote nè, chế độ lái nè, mình có 4 chế độ lái nè cả nhà. 4 chế độ lái. Rồi màn hình giải trí mình là 10.25 inch, rồi màn hình bên đây màn hình LCD luôn đó cả nhà. Ở bản này mình có cả nhà hỗ trợ giữ làn đường đồ, limit đồ, giới hạn tốc độ như vân vân nha cả nhà. Rồi đây là điều hòa tự động luôn đó. Rồi ngày ra còn có một bản cao cấp nữa, 6 ghế, và hiện tại chưa về. Và cũng báo giá ở phiên bản 6 ghế này, thì ở phiên bản cuối cùng 6 ghế có giá công bố là 685 triệu nhưng cả nhà. Thì ở cái bản cuối cùng 6 ghế lăn bánh cho mình luôn là 769 triệu nha. Rồi cả nhà quan tâm đến dòng 7 chỗ ta dơ này, vui lòng liên hệ em Hoàng hỗ trợ báo giá cho cả nhà mình nha. Rồi cảm ơn và hẹn cả nhà vào video tiếp theo.